cái đám cưới của mình á, đám cưới của mình lỗ mất, ôi đám cưới của tôi mất lỗ phải khoảng tầm 150-200 triệu không ạ. Mà cái đám cưới tôi không giống như mọi người đâu, bởi vì cái đám cưới của mình ấy, nó mình phải lo hết tất cả mọi thứ, thầy thề luôn, mình phải làm gần như tất cả mọi thứ, mình phải kiểu dạng là mình không giống với tất cả nhiều bạn khác là họ sẽ có được bố mẹ lo lắng cho ấy. Tôi thì tôi phải lo hết, tôi phải kế hết tất cả mọi thứ, từ cái việc là cỗ bàn cưới xin rồi là chụp ảnh chụp eo các kiểu dạng đấy, lễ lạt rồi là của hồi môn, là tôi phải tự đứng ra tôi lo hết luôn đấy, bằng tất cả những cái mà của tích góp được ấy. Thế tôi lại kiểu hoàn cảnh nó cũng hơi éo le một tí. Thế lúc nào những bạn nào mà kiểu đi đám cưới tôi thì bạn biết đấy. Thế nên là tôi khác với mọi người, tôi bị lỗ nhiều. Bật đầu đấy cưới tỏ tổng ra bỏ ra tiền ra cưới là gần 300 triệu, nhưng mà tất cả là tiền của tôi đấy. Xong rồi trừ đi những cái kiểu dạng ấy thì cũng lỗ lại còn 150-200. Thì cũng còn trừ lại những cái kiểu tiền mua sắm các thứ ấy, với cả là vàng viết các thứ thì cũng còn lại được từng đấy. Nhưng mà quan trọng là cưới xin thì nó là cái ngày quan trọng của mình, nên tôi không có tiếc cái vấn đề là tôi không có tiếc cái đồng tiền mình bỏ ra. À nhưng mà quên đấy, này là cái vụ đám cưới của tôi nhá. Nhờ vào cái đám cưới tôi nhá, tôi lại bắt đầu nhìn ra được có một cái thể loại thành phần nó điếm thúi nữa luôn các bạn, nó bẩn bựa luôn, xong rồi nó kiểu dạng nó hèn mọn nữa luôn các bạn. Thì trong đám cưới của tôi có một cái thằng nó hèn nữa, nó bẩn nữa luôn, thề luôn. Tôi sẽ không kể tên ở đây được, bởi vì là cái câu chuyện này thì là kể cho các bạn nghe rồi đúng không, thế nên không thể kể đích danh được. Nhưng mà các bạn ạ, uầy, sau cái đám cưới của tôi, sau khi cái việc mà tôi ngồi bóc phong bì, bắt đầu tôi mới nhìn có những cái thành phần nó bẩn vãi luôn, nó hèn vãi luôn. Để hiểu rõ hơn thì tôi kể cho các bạn nghe như này. Cái đám cưới của tôi hôm đấy là tôi tổ chức, đợt đấy cũng chỉ có khoảng tầm 12-15 mâm. Tôi làm ở Queen Bee ấy, chuyên ngoài Láng Hạ ấy, có được mời cả trong giới streamer, cũng mời rất là nhiều KOL cũng như là streamer trong giới ở ngoài Bắc. Có cả team Refund đó, mấy anh em như Refund có Anh Độ đó, các bạn biết đúng không? Thì ở trong đấy thì hôm đấy tổ chức cưới ăn lúc 5 giờ chiều, thì khoảng tầm 8 giờ ăn mới xong. Thì sau khi mà ăn xong cái là 8 giờ ăn xong xuôi một cái này, cỗ bàn xong xuôi thì mình phải là người ở lại. Ngày hôm đấy tôi mệt công ạ, ở lại lò bao nhiêu việc, kiểu là thanh toán cái thứ với cả là sắp xếp để thanh toán rồi dọn dẹp đi về. Ngày trước nha, ngày hôm trước ở đấy là cưới ở trên quê vợ tôi nhá, xong bắt đầu là ngày cưới xong trên quê vợ tôi xong một cái là bắt đầu ngày hôm sau ngủ một đêm, xong ngày hôm sau sáng dậy là bắt đầu cả đoàn ở trên quê lại xuống Hà Nội cưới ra Hà Nội. Nó mệt lắm, mà tất cả tôi phải ngó hết tiền, tôi đứng ra tôi nói hết thời gian hết à. Thì cưới xong bắt đầu là về nơi, thì như các bạn đã nghĩ, các bạn cứ hay bảo là cưới xin xong thì các là cô dâu chú rể đêm về lại làm mấy nháy đéo gì, mệt bỏ bố thì được, cái ai mà chịu được mà mấy nháy các ông ơi, không có mấy nháy đâu. Thì về nhà thì cái việc nhiệm vụ mà tôi nghĩ rằng tất cả những cái đôi uyên ương bây giờ đa phần là thế kỷ 21 rồi, thì cưới nhau xong đêm đầu tiên về là auto cái việc cần làm nhất đó là ngồi đếm phong bì. Thì nói thật là mình đã xác định, mình kể với các bạn là cái việc mà mình khi mà mình đã lỗ tiền cưới rồi ấy, thì mình đã xác định là mình không có chấp nhận là mình tổ chức đám cưới để mình thu lời thì cái việc là mời nhiều khách rồi. Bởi vì là mình làm một cách trang trọng nhất có thể, hoành tráng nhất, luxury nhất có thể. Ở cái mẹ mình mặc dù chỉ có 12-15 mâm nhưng mình làm ở cái sảnh to nhất của cái khách sạn đấy con mẹ luôn rồi. Thì mình đã xác định là mình làm để chỉ để đơn giản là mình làm để cho nó mang cái tính chất thủ tục và tất cả những cái thứ đấy nó mang lại cái giá trị cũng như là cái niềm hạnh phúc cho bản thân mình rồi, chứ mình không có tiếc tiền ở cái pha đấy. Thế nên là cái việc đếm phong bì thì là nó là việc là làm thủ tục đằng sau thôi nhá, chứ không các bạn nghĩ ngợi bảo là tôi thèm tiền. Nhưng mà cái câu chuyện này tôi nói trước là nó là cái chủ đề nó rất là tế nhị, cái câu chuyện này tế nhị lắm, nhiều ông nghe mà không hiểu thì lại bảo nghĩ là tôi kiểu dạng thèm tiền này kia, nhưng không hề nhá. Vì mình xác định mình lỗ một khoảng tầm 100 triệu rồi, 150 triệu, 200 triệu rồi, thì 1-2 triệu cái tiền phong bì nó đáng bao nhiêu đâu đúng không? Thế nhưng mà là trong đấy nó có một cái câu chuyện như này, khi mà bọn tôi ngồi đếm phong bì, thì hôm đấy hai vợ chồng tôi ngồi đếm phong bì là tổng cộng là đếm được đâu đó hơn 50 triệu tiền phong bì, tất cả là hơn 50 triệu tiền phong bì. Thì các bạn hơn 50 triệu phong bì thì gỡ gạc cái gì, vẫn lỗ đấy là tính cả tiền phong bì và vẫn còn lỗ đấy. Thì coi như là không xác định rồi, bởi vì đếm phong bì coi như là để cho vui thôi, để xem tình cảm của mọi người đến với mình thôi, những anh em bạn bè của mình ngày xưa chơi đến này với mình thôi. Thì ngồi đếm xong xuôi thì đếm đến cái phong bì của một người bạn. Đây là cái người mà tôi nghĩ là trên kênh YouTube của tôi thì bạn nào cũng biết. Người đã cho tôi rất nhiều thứ và là người cũng như là một trong những cái người mà phải nói rằng là họ là người tạo một cái nền tảng không hề nhỏ để tôi có thể bước những cái bước đi đầu tiên đến tận ngày hôm nay. Thề luôn nhá. Đứng top của tôi đấy, không ai vượt được nổi luôn đấy. Thì tất nhiên rồi, trong những ngày quan trọng như thế thì kiểu gì tôi chẳng phải mời ông ấy. Sao mà không mời được, người ta là cái người mà quan trọng với mình như thế thì làm sao mà mình không mời người ta được. Thì tất nhiên mình mời người ta rồi, nhưng mà người ta ở xa. Ông bạn tôi là ông ở xa, ông đấy là ở xa nên là ông không có đi được, ông ấy gửi phong bì. Vì là tình cảm nó cũng có việc, với cả ông đông quá lâu bận quá lâu không đi được, thế là ông gửi phong bì. Thì tôi cũng hiểu vấn đề đấy, tôi cũng không trách móc cái vấn đề gì đấy cả. Thế nhưng mà quan trọng là ông gửi phong bì là không gửi trực tiếp cho tôi, mà ông lại phải gửi nhờ qua một cái người, đấy là cái người cũng quen ông ấy như ở ngoài Bắc và cũng có quen tôi một chút. Và cái thằng ấy nó bần vãi luôn không ạ.
Thế là bắt đầu là quen, tôi thì bắt đầu là nhờ người đấy gửi đi phong bì cho tôi. Thì là hai người đi chung phong bì, thì hôm đấy là đếm đến cái phong bì đấy là tôi nhìn ở trên cái tên phong bì là tên của một cái thằng đi nhờ, đi hộ ông bạn tôi đấy. Và cả tên của ông bạn tôi là hai người chúc mừng hạnh phúc hai bạn. Thì là bắt đầu ngồi và bắt đầu đếm phong bì, bắt đầu bóc ra. Thì bây giờ thì nói thật đúng không, bây giờ các bạn để ý, nếu mà ăn cỗ ở Hà Nội tôi nghĩ bây giờ ăn cưới bây giờ auto 500, đi phong bì 500 rồi đúng không nhỉ? Auto bây giờ là phèn nhất, phải đi phong bì 500 là còn gì. Ở quê thì mới có kiểu 300 rồi đúng không? Cái này là hơi tế nhị, nhưng mà mình lại nói kiểu mình, các bạn nếu mà các bạn lớn thì các bạn sẽ quen cái kiểu dạng nói việc nó thẳng thắn nhé, chứ không có gì phải ngại ngần nhá. Là đều đi phong bì 500 đúng không? Thì tất nhiên rồi, tôi mở cái phong bì đấy ra thì là có 1 triệu ở trong phong bì đấy. Thế nhưng mà cái việc đấy là tôi rất là bình thường, tôi không hề đặt nặng cái vấn đề rằng là mẹ mày phong bì này nó phải khoảng 1 triệu 2 triệu, với cái tầm cỡ của ông ấy đã cho mình cả 100 triệu rồi thì mẹ ông ấy đốn đến mình, ông phải cho mình 10 triệu tiền cỗ cưới. Không hề, tôi không suy nghĩ như thế đâu. Nhưng mà tôi lại có một suy nghĩ như này này. Hai người là mỗi người 500. 1 triệu đúng không? Thế nhưng mà cái vấn đề nếu như là một người bình thường thì mình sẽ đéo suy nghĩ gì đâu. Nhưng với ở cái tầm cỡ của cái ông bạn của tôi đấy, người ta đã từng cho mình đến tận 100 triệu. Thì cái tầm cỡ người ta phải như thế nào? Và cái việc người ta đi ăn cỗ cưới nó không bao giờ có cái chuyện để mà nó phèn đến mức độ như thế được. Không phải là có suy nghĩ kiểu tham thố hay là ham hố ấy, kiểu dạng là mày bắt được người ta phải cho mình nhiều ấy. Mà ý nghĩ trong mà lúc đấy, trong cái suy nghĩ của tôi ấy, chỉ đơn giản là chắc chắn có cái gì nó đéo đúng ở đây. Bởi vì là nếu là tôi có suy nghĩ là liệu rằng thì mày có bị rút lõi phong bì không ta? Bởi vì nhá, hai cái người đi chung đấy phong bì điểm một củ. Thế nhưng mà với cái tầm cỡ của ông kia thì chắc chắn là đéo bao giờ đi chuyện đi 500 rồi. Thế là bắt đầu tôi suy nghĩ, rồi tôi nghĩ trong đầu tôi bảo là không, ông ấy không bao giờ đi có cái chuyện như thế luôn. Lúc đấy là tôi sẽ tiếc. Ở đây là cái tiếc cái kiểu dạng là cái công mà ông ấy đã tin tưởng nhờ cái người, cái thằng mặt lồn kia để nó đi đám cưới tôi. Thế nhưng mà thì lại mà nhờ thằng mặt lồn đi đám cưới đó lại rút lõi của ông ấy. Thế là ông ấy là cuối cùng là bắt đầu kiểu dạng là mình nhận được phong bì thì mình lại nghĩ là cái tình cảm của ông ấy chỉ từ đấy ấy. Thế mình hiểu, mình lại kiểu dạng anh em lại kiểu suy nghĩ khác với nhau ấy. Thế đấy là cái việc mà mình suy nghĩ lúc đấy, mình bảo là đéo được, mình phải làm cho rõ chuyện này. Mình phải làm cho rõ chuyện này luôn, không thể như thế được. Thế là bắt đầu tôi mới gọi điện. Đấy, tôi gọi để tôi cảm ơn. Thì tôi cảm ơn, tôi mới trả vờ, tôi bảo là alo bạn à, tình hình là hai vợ chồng ngồi đến phong bì, mà bây giờ đang ngồi đến phong bì mà không biết là nó bị trôi mất hết tên, các thứ bị kiểu mất tên ấy, này thành ra là không biết đường nào để mà cảm ơn bạn cả. Thế là cảm ơn béo, cảm ơn bạn, bạn sẽ như nào thì bạn cho mình ấy để mình cảm ơn. Đó. Thì là bắt đầu là ông ấy bên nói bảo là đợt đấy là đi phong bì là 1 triệu một mình, ông là đi 1 triệu hay 2 triệu nhỉ? Nhưng mà chắc chắn là không phải 500. Và sau khi tôi chỉ cần nghe được cái thông tin là chắc chắn không phải 500 là tôi bảo thế à, thế là không phải 500 là ok rồi, là bắt đầu có vấn đề rồi bạn ạ. Là bây giờ là có vấn đề này là bạn ạ, là bạn có biết cái thằng mà bạn nhờ nó đi phong bì của bạn không? Thì nói thật đấy là cái phong bì bóc ra nhá, là tớ không phải là tớ tham thố đi đâu, nhưng mà bạn ạ, bạn không biết là bạn có quen biết nó sâu không, hay bạn nhờ nó như nào, nhưng mà bạn nhờ nó kiểu gì mà bạn đi phong bì riêng một mình bạn đã 1-2 triệu rồi mà thế nào nó đi phong bì nó ghi là cả tên bạn với bạn mà được có hai người đi 1 triệu. Thì tớ vẫn đang bảo là nó rút lõi phong bì rồi bạn ạ. Tớ bảo là nó rút lõi phong bì rồi, mất rồi đấy bạn ạ. Thế là bắt đầu ông bạn tôi mới ớ người bảo thế là không được rồi, thế là thôi. Thế là bắt đầu chuyện mới vỡ nở ra. Mặc dù cái chuyện này nó rất là tế nhị, bởi vì là cái việc đi hỏi như vậy thì nó tế nhị lắm, nhưng mà bởi vì bình thường là người ta chẳng ai đi hỏi thế đúng không, nhưng mà bởi vì tôi với ông ấy là bạn kiểu bạn bè thân rồi, thế nên là mình đã không ngại gần vấn đề đấy, với cả mình cũng muốn cảm ơn người ta ấy, thế nên mình cũng không có ngại gần nói về vấn đề đấy cả. Thế là bắt đầu nói ra xong một cái nó bảo là thế là đéo được rồi. Thế bắt đầu phát hiện ra là đi mẹ cái thằng này nhá, bình thường ở ngoài là hay kiểu hay xạo lồn này, lúc nào là bô mà hay xạo lồn này, xong bắt đầu mẹ lúc đéo là cũng tỏ vẻ hào nhoáng sang chảnh các thứ này. Thế nhưng mà đi mẹ ở trong nhìn phèn và nhìn bần, mấy lần nhìn kiểu dạng đi mẹ mày điếm thúi đi rút lõi phong bì của người ta hiểu không. Thế là bắt đầu là biết được rằng là trong cái 1 triệu phong bì đấy ấy, là không có tiền của nó luôn, nó chỉ ghi tên nó vào thôi. Đó. Xong rồi bắt đầu là lấy có nó còn hình như nó còn lấy cả thêm tiền của người ta gửi nó đi nhá. Nó còn không mất tiền, nó bỏ vào nó đi ăn cỗ mà vẫn được tiếng để mày đi phong bì, mà nó còn lấy thêm tiền của người ta ở trong cái phong bì đấy cơ các ông ạ. Uầy, các ông thấy có điếm thúi không? Thì bạn nó phải gọi là cái thể loại mẹ mày nó bần mãi lồn ấy, kiểu dạng nó rẻ rách mãi lồn ấy, tức là nó rẻ rách và nó bần mãi lồn ấy. Bình thường lúc nào cũng tỏ ra mình kiểu dạng sang chảnh không, luxury các kiểu, mẹ quen biết anh này chị kia không, xong cuối cùng làm mấy cái hành động bần hèn mãi lồn, thề luôn. Người ta nhờ gửi tiền đi ăn đám cưới,
Xong rồi chẳng hiểu sao rút lõi phong bì của người ta, lấy tiền của người ta đi, xong bắt đầu đéo bỏ tiền của mình vào, xong bắt đầu đi đám cưới ghi tên của cả hai như thật vậy. Xong rồi đến ngồi ăn cỗ check in các thứ, nghe những vẻ sang chảnh đã lên. Cuối cùng bị tôi phát hiện ra cái quả đấy. Thì nói thật là tôi nói thật nhất là tôi không phải hám tiền, bởi vì tôi đã xác định, tôi kể với các bạn là tôi đã lỗ cả đám cưới đấy rất là nhiều rồi, đúng không? 1-2 triệu nó cũng chẳng bù lại được bao nhiêu cả. Quan trọng là mình thấy nghi ngờ, thế nên là thành ra mình mới phát hiện ra được cái việc là sau cái lần phát hiện đấy, tôi biết được rằng là cái thanh niên này là cái thanh niên thì nó bẩn nữa luôn, nó hèn nữa luôn. Và từ đấy về sau là tôi cạch mặt, là tôi đéo kiểu quan hệ chơi bời gì nữa. Và nói chung mình cũng chẳng chửi thẳng mặt người ta đâu, mình kể như này thôi thì nó nghe chắc nó nhột đấy. Thế nhưng mà cho nó nghe để nó biết là bản thân nó mẹ mày không có thì đừng có đú, thấy không? Không có thì đừng có cỏng. Tỏ ra cái kiểu dạng chơi, có đến đâu thì chơi đến đấy. Đừng tỏ ra cái kiểu dạng mẹ mày luxury, kiểu dạng mày xạo lồn, xạo chó, nghe nó ngứa đít lắm. Ôi nghe câu chuyện nó có quê không các bạn? Cảm giác mình lấy tiền phong bì của người khác, không có rút lõi đâu đi ăn cỗ. Ôi nghĩ cảm giác nó rẻ rách vãi cả đái ra các bạn ạ. Ôi, thế là sau từ lần đấy cái là tôi biết là tôi phát hiện ra một cái trường hợp là cái kiểu dạng là mới đi ăn phong bì rồi còn rút lõi các bạn ạ. Đi mẹ mày chụp cũng chịu được. Không đỡ được. Nói như thế là nghe xong có thấy nhột thì nhột nhá.